Em xin chào các bác nhá. Tiếp tục lại có con giải mã Onkyo này. Đấy, mấy bác đang hỏi em thì em phải quay luôn này. Đấy, con X7, con này hàng bãi nhưng mà đẹp lắm các bạn. Hàng bãi như cái về đây, vỏ viết cũng đẹp lắm. Bác nào mà có cần giải mã thì cứ alo em nhá. Đấy. Giải mã con này thì siêu đỉnh luôn, 24 bit, không cần mồi các bác nhá. Tức là các bác có thể cấp nguồn tivi trực tiếp cho em nó mà không cần phải qua thiết bị mồi nào cả. Cứ thế thôi đây. Các bác cắm tivi đây cho em nhá. Đấy, cắm tivi vào đây cho em. Sau đó thì một đầu nhà mình cắm một con này. Đấy, một đầu cắm đây, một đầu cắm tivi. Thế là tivi nó mở, các bác khi các bác mở tivi lên, tivi nó truyền tín hiệu vào con này. Con này nó nhận tín hiệu, nó xử lý, nó giải mã 24 bit. Sau đó nó gì ạ? Nó sẽ xuất ra cái cổng AV đây này các bác này. Nó sẽ có hai cổng AV ở đây nhá, hai cổng đầu ra các bác nhá. Hai cổng này các bác có thể cắm vào đẩy, vang hoặc âm đi to. Đấy, thoải mái. Một cổng nó cắm đã đủ nhưng mà đây mình nó có tới hai cổng, thoải mái cho mình cắm luôn. Ngoài ra thì nó cũng có thể xuất giải mã 24 bit ra cho chính công suất của âm ni luôn. Đây. Này các bác có thể phối thêm một cặp loa vào đây, mình có thể nghe nhạc thành một bộ dàn mini rất là hay. Hàng của Nhật các bác nhá, hàng của Nhật. Đấy, có cả cổng trầm riêng này, bác nào mà cần cắm giúp thì cắm vào đây. Đó, con này thì bác nào chốt hôm nay em để kỷ niệm một con này. Đấy. CD mà đây bỏ qua giúp nhá, tại vì hầu như thì về mắt nó hao hụt rồi các bạn, kém hết rồi. Đấy, kiểu như mình vậy thôi, có tuổi mắt nó kém đúng không ạ? Đó. Thì con này em báo giá luôn. Bác nào chốt em để kỷ niệm các bác còn 990.000. Đấy, 990.000 các bác nhá. Đó, đây là nhạc trên máy tính các bác nhá. Đợi anh tình yêu của em, mong người sẽ quay về. Đợi anh tình em tan vỡ, người ơi hãy nhớ. Nước mắt sẽ làm bờ mi héo sầu, thương nhớ sẽ làm trái tim tôi tình. Người ơi tình em nát tan, hơn mộng dở dang. Cánh chim bay tận đến chân trời. Người ơi, người gieo thương nhớ, tình em đã lỡ. Cô níu bước lại, người vẫn bước đi. Cô giữ lấy, người cũng mong được gì. Tình ơi, làm sao để em thôi phải nhớ mong. Do duyên số trách thân phận mình, nụ hôn ngày xưa yêu dấu như vẫn còn đây. Dù có thế nào thuyền em vẫn đợi, xa đến thế nào vẫn mong duyên chờ. Đợi anh đợi trong giấc mơ cũng chẳng thấy anh. Sớm nở tối phai tàn, tình em tựa như cơn gió vụt qua đã mất. Anh hỡi nếu tình mình đến thế thôi, như chiếc lá vàng rớt rơi bên thềm. Lòng anh vội đã đổi thay, như thuyền mãi trôi. Hợp tan là do duyên số trách thân phận mình. Nụ hôn ngày xưa yêu dấu như vẫn còn đây. Đó thì đấy là cái chất mà nhạc trên máy tính mà các bác nghe nó đã sướng như vậy rồi. Còn cái giải mã của nó thì thực sự các bác là phê lắm. Nhưng lòng thêm thầm những khi hành. Đó.
cho em mơ có một chiều nắng đẹp tình đất nước, người về xây hạnh phúc tương lai. Dạ vâng nhá, chỉ có 990.000 thôi là các bác sử dụng ngay một con giải mã Onkyo FRX7 rồi. Bác nào chốt thì alo em nhá. Em xin chào các bác.